Con bạch thầy, nhà con mở phủ nhưng không đi hầu, có bị làm sao không ạ? Và nhà con yểm bùa ở trong nhà, cả gia đình bị ốm đau, bệnh tật. Chồng bị bệnh thần kinh, con trai thì bị bệnh trầm cảm, mẹ chồng chết. Thầy cũng yểm bùa chôn kim chỉ trong nhà, vậy thầy cho con, thầy chỉ cho con có cách nào để cứu gia đình con với ạ. Con cảm ơn thầy. Trình Đồng mở phủ nhưng mà không đi hầu, gia đình thì có yểm bùa yểm bèn trong nhà, chồng bệnh, cả gia đình ốm đau này, chồng bệnh thần kinh, con trai trầm cảm, mẹ chồng thì vừa chết. Các vị hỏi có sao không? Theo các Phật tử, gia đình này có sao không? Có ông chồng thì bị thần kinh, đứa con thì bị trầm cảm, mẹ thì vừa chết. Chúng ta hỏi có sao? Nếu chúng ta bảo không sao á, thì nó không sao. Nếu chúng ta bảo là sao á, thì thật là có sao đấy. Chúng ta thấy đây là một gì? Một cái sự bất thường trong một gia đình. Tôi nói là vì sao sự bất thường? Vẫn biết rằng Đức Phật nói gì? Có sinh, có già, có bệnh thì sẽ có gì? Có chết. Đấy là quy luật vô thường. Nhưng ở trong một nhà có 4-5 người thì bệnh thần kinh, người thì bệnh trầm cảm. Trầm cảm nó cũng là một cái trạng thái gì? Thần kinh nhẹ rồi. Nếu mà một thời gian mà không chữa trị được ấy, thì nó cũng sẽ trở thành thần kinh nặng thôi. Đó. Còn người thì ốm, bệnh tật, người thì vừa chết, mẹ chồng thì vừa chết. Thôi cái chuyện già chết thì cái chuyện đó thì ai cũng phải trải qua, hoặc bệnh chết ai cũng phải trải qua. Nhưng mà cái trường hợp gia đình nhà này ấy, thì chắc chắn có vấn đề. Bà vợ ấy thì đi hầu đồng. Hầu đồng mở phủ được mấy năm nay rồi. Hỏi có sao không ạ? Đi hầu đồng mở phủ mấy năm nay nhưng không đi hầu có sao không? Chắc chắn là có sao. Nhưng vị này có thấy sao hay không, không hay là không thấy sao mà thôi. Còn sao thì chắc chắn lúc nào cũng có ở trên trời. Gia đình nhà này như thế này là đang có sao đấy. Nhưng có vị này có thấy hay không mà thôi. Có nhận ra hay không là nhà mình đang có sao hay không mà thôi. Đó. Còn quả thực là gì? Đang có sao. Cả nhà như thế này chắc chắn là đang có sao rồi, còn hỏi là có sao không ạ? Đó. Đi sai đường. Yểm bùa, yểm bèn ở trong nhà, đó là theo pháp của tà đạo. Dùng âm binh phù thủy, nó chỉ được một thời gian ngắn thôi. Nếu mà chúng ta mà muốn cái sự hạnh phúc, bình an lâu dài thì chúng ta phải gì? Phải tu phúc, tu tuệ, tu nhân tích đức. Như nhà Phật gọi là phải tu nhân tích đức, gieo nhiều nhân thiện, dứt trừ quả ác thì mới có thể mong gia đình nhà mình được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, lâu dài, trường cửu được. Đức Phật đã dạy rõ về cái sự vận hành của nhân quả, ba đời quá khứ hiện tại và vị lai. Chúng ta không thể vẫn cứ làm việc ác, làm việc sai trái mà mong cho gia đình chúng ta được hạnh phúc bền lâu được. Mong gia đình chúng ta luôn nghinh, luôn đón cái sự cát tường đến với cửa ngõ, đến với gia đình chúng ta được. Không có. Điều đó không bao giờ xảy ra. Sự cát tường, phúc đức chỉ đến với những người biết gieo gì? Gieo nhân lành. Hay nói cách khác là biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện từ đời quá khứ, đời hiện tại thì chắc chắn là sẽ gì? Đời vị lai chúng ta sẽ hưởng cái quả phúc đó. Hoặc đời quá khứ chúng ta thì chỉ gieo nhân lành thì đời hiện tại chúng ta thì chắc chắn sẽ được quả gì? Quả lành, quả tốt, quả thiện. Đời hiện tại chúng ta gì? Chỉ gieo nhân lành thì đời hiện tại chúng ta có thể đã được gì? Được hưởng quả thiện. Và đời sau, mãi mãi lâu dài về sau, chúng ta cũng sẽ chỉ được hưởng được hưởng quả thiện. Sẽ được hưởng quả thiện. Cho nên ở đây, cái chuyện mà yểm bùa, yểm bèn, mời ông thầy cúng
thầy phù thủy đến để dùng các phương pháp yểm bùa, yểm bèn, cúng bái, sát hại các sinh linh, dùng các tà thuật để mà mong cho cái phúc báo của gia đình nhà đó được vượt lên đó, cái tội được diệt đi đó, chắc chắn không bao giờ có. Cho nên ở đây bây giờ Phật tử này hỏi rằng bây giờ muốn có cách nào để chỉ ra để cho để cứu gia đình con với không ạ? Có cách thì có, mười phương ba đời chư Phật đều có cách tốt đẹp nhất để dành cho chúng sinh thoát khổ. Chúng tôi là người học Phật, là đệ tử của Đức Phật, chắc chắn gì cũng sẽ có cách để chỉ dẫn cho các Phật tử chúng ta thoát khổ. Nhưng một điều quan trọng là chúng ta có đủ niềm tin hay không, có đủ đức tin hay không, và có đủ sự gì dũng mãnh tinh tiến và có niềm tin kiên cố vững chắc để thực hành hay không mà thôi. Đó là làm sao? Đó chính là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm. Nhớ là gì? Nhất tâm. Nhất tâm tức là một lòng, một dạ, chí thành, chí kính, tin vào gì? Vào sự thọ trì đọc tụng bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc theo như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, sẽ tăng trưởng thiện căn, họa nhà mình sẽ gì? Sẽ dần dần được tiêu trừ, phúc sẽ dần dần đi đến để gõ cửa nhà mình. Có khá nhiều, có thể nói là rất nhiều các Phật tử trong vòng hơn 2 năm nay trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên của chúng ta, nhờ vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà gia đình được thoát khổ. Có nhiều những trường hợp gia đình gặp những cái tai họa, ví dụ như ốm đau, bệnh tật, điên cuồng, loạn tâm, vợ chồng thì bất hòa, gia đình thì đối trước thì cái cảnh ly tán, vân vân. Vậy mà khi nghe chúng tôi giảng kinh Địa Tạng, họ khởi được cái niềm tin chân chính, họ phát nguyện ăn chay trường để tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, cúng dường ấn tống kinh Địa Tạng để phát cho các Phật tử thì khác cùng gì? Cùng đọc, cùng tụng. Nếu có điều kiện hơn, có một số các Phật tử họ phát tâm cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Vì trong kinh nói là cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng công đức vô lượng vô biên, tiêu trừ vô lượng tội chướng, tăng trưởng vô lượng thiện căn, phúc đức. Cho nên có gia đình họ có điều kiện, họ phát tâm làm thêm cái điều đó. Ấn tống kinh Địa Tạng, cúng dường cho các Phật tử thập phương đọc tụng. Càng nhiều người đọc tụng bộ kinh mình cúng dường thì cái phúc báo của mình càng lớn, nghiệp chướng của mình càng tiêu nhanh, phúc báo của mình càng lớn chóng. Đấy chính là việc gì? Tu phúc, tu tuệ. Và không chỉ một mình tu mà còn gì, còn ấn tống kinh sách để tặng, để cúng dường cho người khác cùng gì? Cùng đọc tụng, cùng tu. Đó là gì? Còn lại gieo duyên cho người khác tu nữa thì chúng ta lại càng phúc đức nữa, càng công đức nữa. Phóng sinh để chuộc cái lỗi gì? Cái lỗi sát sinh từ vô thủy kiếp trước của chúng ta đến nay. Cho nên phóng sinh cũng cần phải chú trọng nữa. Đấy là những cái gì? Cái điều cơ bản. Bố thí cho người nghèo khó, bệnh tật, khổ sở, cô đơn, không nơi nương tựa, vân vân. Đó cũng là một việc gì? Mình tu phúc rất tốt. Cúng dường tam bảo, Phật Pháp Tăng, đem đồ ăn thức uống, quần áo vải vóc vân vân để cúng dường chư Tăng, để cho chư Tăng thì có sức khỏe để hành đạo, để giáo hóa, giảng dạy giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, khiến cho đại chúng hiểu được Phật Pháp và cùng nhau tu tập, cùng nhau hộ trì Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp hưng long. Thì đó chính là tu phúc vô lượng, tu vô lượng phúc đức, được vô lượng công đức, nếu chúng ta làm được điều đó. Cho nên ở đây cách thì có, nhưng mà chúng ta có đủ niềm tin và làm theo hay không. Cái chuyện gì phóng sinh tu phúc cúng dường
thì cũng tùy tâm tùy duyên thôi. Nếu không có điều kiện kinh tế thì cũng không cứ là phải bắt buộc phải cúng dường được gì, được một pho tượng hoặc là vài pho tượng Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Địa Tạng mới chứng, không phải như thế. Hoặc là nếu không có điều kiện thì không phải là cứ bắt buộc phải in được gì 5, 10 hoặc 100, vài trăm hoặc vài nghìn quyển kinh Địa Tạng thì Bồ Tát mới chứng, cũng không nhất thiết phải như thế. Hay là đến chùa thì phải có thì thanh bông hoa quả, phải có cái lễ thật to, phải có tiền thật nhiều để cúng dường tam bảo thì Phật Bồ Tát mới chứng, thầy mới chứng, không phải như thế. Nếu điều kiện kinh tế không có, chúng ta chỉ cần gọi là tùy hỷ tâm cúng dường là được. Nghĩa là sao? Nghĩa là thấy người ta làm được việc phúc thiện, cúng dường tam bảo bằng cái việc gì đó, chúng ta đều gì phát tâm tùy hỷ và tán dương khen ngợi họ. Đó gọi là tùy hỷ cúng dường. Thì phúc cũng gì cũng gần bằng người chính cúng dường. Và đặc biệt là gì? Mình nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chiêm bái đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật chư Bồ Tát khác, tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát khác. Làm được như thế, nghiệp chướng sẽ tiêu, phúc đức gì sẽ tăng trưởng. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy? Vì trong kinh Phật nói như vậy. Vì chúng tôi giảng, chúng tôi hướng dẫn cho rất nhiều tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ làm điều đó rồi. Họ làm vào gì? Họ được cảm nhận được sự mầu nhiệm vi diệu Phật pháp. Từ việc hành trì bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Chúng tôi thường kể một cái câu chuyện ở gần đến chùa Hương mà. Có một anh chàng nói thì nó bị điên mấy nữa, hơn chục năm trời lang thang ngoài đường. Lão khi mà nó nặng nó cởi trần cả, bỏ hết cả quần áo đi trần trùng trục ở ngoài đường, gặp gì ăn đấy, thậm chí ăn cả những cái con vật chết ở bên vệ đường. Nhưng khi bà mẹ lên đây 2 năm trước, chúng tôi hướng dẫn cho về đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thờ một pho tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở tại gì? Tại trong cái mảnh đất của gia đình, vì cái đất gia đình này nó hơi dữ. Chúng tôi cho các sư đến để xây một cái am thờ nhỏ nhỏ, cái miếu thờ nhỏ nhỏ cho thỉnh một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng về đó, bốc bát hương thờ Bồ Tát Địa Tạng cho và bảo tụng kinh Địa Tạng một thời gian 49 ngày. Tự nhiên thằng con trai nó lang thang ngoài đường, nó đi về là nó bảo mẹ nó là nó muốn gì, muốn tắm giặt và muốn có mua cho nó bộ quần áo, cho nó bộ, đưa nó bộ quần áo, tắm giặt xong mặc bộ quần áo xong rồi nó bảo đi, muốn đi cắt tóc, cho nó vài đồng đi cắt tóc, cắt tóc xong về ngon lành ngay. Thế là vài bữa sau nó dần dần bây giờ thì nó làm việc nhà bình thường rồi. Rồi cũng ở gần dưới đó có một cái cô và cũng điên mấy năm trời, không đi làm được cái gì, cũng gần dưới chùa Hương của Mỹ Đức, chùa Hương. Người nhà đưa đến đây không biết cái gì cả. Thậm chí các vị biết là nữ giới, chắc khoảng độ ngoài 50 gì đó. Lên trên chùa sẵn lắm khi thì xin lỗi các vị mà nó không biết gì nữa đâu. Lên trên chùa lắm khi nó cứ sắn quần lên tận trên bẹn là nó cứ gãi sần sật ở trước cửa Phật ở trong chùa. Tôi thấy mà tôi cũng ngượng, mà tôi phải quay mặt bỏ đi. Và phải bảo các sư cô với các mấy bác ni bảo vào bảo bà không được, như đứng trước tam bảo không được làm như thế, tội chết, đi ra ngoài. Đó. Thậm chí nó còn không hiểu biết một cái gì nữa. Người đi lên chùa là không biết cái gì, không nhận thức được cái gì nữa cả. Cũng không biết thầy trụ trì là ai nữa cả. Có cái họ không biết sợ. Vì sao không biết sợ? Vì họ, thần kinh của họ còn không nhận ra đâu là thầy trụ trì mà mình phải kính trọng, đâu là các sư mà mình phải tôn trọng vân vân nữa cả. Họ coi bằng nhau hết. Vì sao? Vì đã gọi là bệnh thần kinh luôn mà. Không hiểu được, không hiểu biết cái gì nữa cả. Và tôi bảo gia đình là thôi cứ ở đây chịu khó, ở đây khoảng độ tầm 1-2 tuần xem như thế nào. Thế gia đình cho 1-2 người ở lại để chăm sóc bà ấy. Thế bắt đầu 2-3 hôm đầu thì bà không biết cái gì, nhưng sang hôm thứ 5 một cái bà biết lên chùa, bà ngồi theo mọi người. Tôi đi lên chùa tụng kinh thì tôi thấy bà biết chắp tay, biết cúi rồi. Chưa biết ai gì đạo Phật nhưng biết chắp tay, thấy mọi người chắp tay bà cũng chắp tay. Thấy mọi người cúi xuống, khi gặp tôi thì bà cũng cúi xuống. Và tôi nghĩ mới 5 ngày chuyển biến được như này là cũng khá rồi. Và khi lên tụng kinh bà ngồi đằng sau, cứ ngồi xong rồi lúc thì ngáp, lúc thì ngủ, lúc thì lại đi đứng lên, lúc thì lại quay vào, người nhà lại lôi kéo quay vào, bà lại để lại đi vào để ngồi. Được tí bà lại đứng lên, bà lao ra ngoài, nhưng được tí người nhà lại dắt quay vào để bắt ngồi xuống để bà ngồi.
sang đến ngày thứ bảy bà biết niệm A Di Đà Phật theo mọi người, bà không biết đọc chữ. Người ngày xưa cho nên chắc hoàn cảnh gia đình như thế nào đó không được đi học cho nên không biết đọc chữ, cho mọi người đọc kinh mà không đọc được. Nhưng sang ngày thứ bảy khi vào niệm Phật, bà cũng biết niệm A Di Đà Phật. Ngày đó chùa chúng ta vẫn còn đang niệm A Di Đà Phật, bà cũng nhất tâm niệm A Di Đà Phật rất to. Sang đến tuần thứ hai, tức là ngày thứ 13, 14, 15 gì đó, bà niệm rất tốt. Và sang tuần thứ ba, gần như tỉnh táo, gần như những người bình thường khác. Và hôm bắt đầu sang đến tuần thứ ba, bắt đầu tôi đi công việc, tôi đi về một cái gặp thế tôi, một cái bảo A Di Đà Phật con chào thầy. Thế tôi mới cười, tôi hỏi ơ biết chào rồi à? Thế bạch thầy con biết chào rồi. Thế hỏi có nhận ra tôi là ai không? Bảo thầy là thầy trụ trì. Ờ được, thế tốt rồi. Thế hỏi rồi biết đọc kinh chưa? Bảo không, con không biết đọc kinh. Bảo vì sao không biết đọc? Và vì con không biết chữ. Đó, thì biết phải niệm Phật nhiều. Bảo vâng con niệm Phật nhiều. Thế là ở khoảng độ tháng hơn tháng, thế là khỏe mạnh, nó đi về. Bây giờ bình thường, mọi công việc gia đình như một người bình thường khác như trước đây. Điên khùng loạn tâm đến gần chục năm trời, chúng ta thấy cũng chỉ có gì? Ở lại chùa và lên lễ kinh Địa Tạng theo đại chúng thôi. Không biết đọc kinh cho nên không đọc được, chỉ lễ thôi. Và quét chùa, làm công quả, nhặt rau và quét chùa làm công quả. Vậy mà giải trừ được nghiệp chướng. Các vị thấy không? Đi chữa bệnh không mất đồng nào mà còn được ăn. Lên chùa được ăn, tôi có thu tiền đâu. Tôi bảo cái chùa, tất cả những ngôi chùa tôi trụ trì á, là do gì? Nhân dân, Phật tử, thập phương góp, đóng góp công đức để xây dựng. Cho nên á, tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì á, là những ngôi chùa để quay lại phục vụ nhân dân, tín đồ Phật tử, thập phương. Không có thu bất cứ một khoản tiền gì cả. Kể cả những cái nhỏ nhất đó là gì? Viết lá sớ cũng không có thu tiền. Ai thành tâm như thế nào thì tùy ý. Cơm ăn trong chùa cứ ăn no thì thôi ăn. Thậm chí một ngày ăn 5-7 bữa, ăn 10 bữa cũng được chả sao. Ăn bụng no mà không ăn được nữa thì thôi. Cũng không có gì thu tiền. Cho nên đến chữa bệnh cũng không có phải đóng góp bất cứ khoản gì. Một tháng đi chữa bệnh chả mất đồng nào mà còn được ăn được uống, được tụng kinh, được lễ Phật, được niệm Phật. Và cho đến khi bệnh khỏi ra về cũng chẳng phải mất cái gì cả. Đó cho nên ở đây chúng tôi nói là cách thì có, nhưng mà Phật tử này có đủ niềm tin và có đủ sự dũng mãnh tinh tiến để ăn chay trường hay không. Đến với thầy thì yêu cầu là gì? Nếu mà cái người gia đình mà nghiệp nặng như thế này, thầy bắt buộc là gì? Nếu mà làm nghề sát sinh thì phải dừng lại, không được làm nghề sát sinh nữa thì mới chữa được, mới cứu giúp được. Nếu làm những nghề gì xấu ác như là cờ bạc, đề đóm, buôn bán rượu, buôn bán rượu đó, hoặc những hàng gì quốc cấm vân vân chẳng hạn, làm những cái việc đó thì phải dừng ngay thì mới chữa được. Nếu các việc đó mà không dừng thì cho dù có tụng kinh Địa Tạng đến hàng vạn bộ kinh đi chăng nữa cũng không giải quyết được cái vấn đề mấu chốt hoạn nạn ở trong gia đình nhà mình bây giờ. Cho nên đến với thầy cái việc đầu tiên là những cái việc làm ác gì thì phải thay đổi nghề ngay. Ví dụ làm nghề sát sinh thì phải thay đổi nghề sát, không làm sát sinh nữa, mà có thể chuyển đổi vào đó bằng cuộc sống mình có thể thì có rất nhiều cách để làm ăn sinh sống cơ mà. Không phải là không, cứ người Việt Nam chúng ta tất cả đều đi sát sinh rồi bán thịt bán cá mới có cuộc sống mưu sinh đàng hoàng. Có rất nhiều những người ở thế gian chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta này thôi, họ làm những công việc bình thường hoặc là gì, rất nhiều những công việc khác đều đảm bảo cuộc sống, thậm chí nhiều người còn gì, còn giàu có nữa. Nếu chúng ta chịu thương chịu khó, có độc ác tính toán một chút, vân vân. Cho nên nếu mà làm việc ác như là sát sinh hại vật, buôn bán đồ quốc cấm, buôn bán quan tài và buôn bán hàng mã, cái đó thì Đức Quan Âm trong kinh ngài nói là có ba loại người Quan Âm Bồ Tát không thể cứu được, đó là buôn bán hàng mã này, buôn bán quan tài này, và làm nghề làm mắm ngày xưa đấy. Nghề làm mắm ngày xưa vì sao mà Quan Âm cứu được? Vì bao nhiêu các loại sinh linh nhỏ bé nó cho vào một cái gì, một cái hố, hoặc cho vào những cái lu lớn, sau rồi nó để cho chết thối lưỡi, sau rồi nó đem này, nó ép, nó đun lấy nước để nó làm thì nước mắm nó bán. Cho nên trường hợp đó thì ác lắm, Bồ Tát Quan Âm không cứu được hạng người đó. Ngài nói rằng những chúng sinh đọa trong địa ngục A Tỳ, nếu mà
nghiệp tiêu dần đi, ngài vào đó thuyết pháp có thể kéo được chúng sinh trong A Tỳ địa ngục ra. Nhưng mà kẻ làm ba nghề đó, buôn bán quan tài là một, hàng mã là hai, và làm nghề làm nước mắm là ba. Tất nhiên nghề làm nước mắm ngày xưa, bây giờ thì cũng vẫn thế thôi, công nghệ cao hơn một chút nhưng vẫn để giết vô số chúng sinh vào một gì một cái bể đó, sau rồi nó mới tạo thành cái nước mắm là thôi. Chúng ta thấy thế thôi, ăn thấy ngon thế thôi, chúng ta bảo ăn nước mắm thấy ngon thế thôi, nhưng mà rồi không biết là bao nhiêu sinh linh nhỏ bé lớn bé đều ở trong đó hết. Đây là những nước cốt gì, nước cốt của gì, mạng sống của vô số chúng sinh đó các quý vị. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh này nói là ba hạng người người không độ được. Thì ở đây cho nên á, từ đó mà suy ra Quán Âm không độ được thì Bồ Tát cũng, Địa Tạng cũng thế thôi, các ngài nhân duyên hóa độ cũng tương tự giống nhau. Cho nên á, Bồ Tát không độ được thì Quán Âm cũng không độ được, mà Quán Âm không độ được thì Bồ Tát cũng không độ được, vì ba cái tội đó là cái tội rất nặng. Cho nên ngoài từ cái chỗ đó mình suy ra là những cái việc ác xấu ác ở trên thế gian như buôn bán hàng quốc cấm, rồi đây là đặc biệt là ba nghề đó nữa, thì sát sinh hại vật thì chúng ta cũng bỏ đi thì mới có thể đem tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng được. Còn vị này muốn hiểu biết thêm cụ thể về cách đọc tụng kinh Địa Tạng, lập đàn để tụng kinh Địa Tạng ở tại gia cư nhà mình để tiêu trừ nghiệp chướng, cầu nguyện cho gì cái vận hạn và cái nghiệp chướng trong gia đình mình sớm được tiêu trừ, cho thần bệnh thần kinh của chồng mình có thể gì khỏe mạnh, khỏi và khỏe mạnh được lại đó, và thằng con trai, thằng đứa con bị trầm cảm đấy có thể hết trầm cảm khỏe mạnh được trở lại đó. Thì vị này cũng nên đến chùa để gặp các sư, để các sư tư vấn thêm cho cái cách đọc tụng thọ trì như thế nào. Còn nghe qua như thế này thì thời gian không có thì không thể hướng dẫn tỉ mỉ được. Còn những câu hỏi của người khác, cho nên xin câu hỏi này xin dừng lại, và xin nói với Phật tử này rằng có cách để gì để giải đấy, nhưng mà phải hôm nào tốt nhất lên chùa gặp các sư sẽ tư vấn hướng dẫn cho, và gặp vào phòng chi khách các vị hướng dẫn cho. Nếu gặp thầy ở nhà được mà thầy dối mà tiếp được mà hướng dẫn cho được là tốt nhất, còn không thì các sư phòng chi khách cũng hướng dẫn được cho chúng ta, không cứ là phải gặp thầy, vì những cái gì cái điều cơ bản thầy cũng đã truyền dạy lại cho các sư ở trong chùa hết rồi, đặc biệt là các vị chi khách, các vị có trách nhiệm để giao tiếp với tín đồ Phật tử ở bên ngoài. A-mi-tha-pho. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.